với một mức giá chỉ 99.000 đồng mọi người sẽ dinh ngay về cho em là một chiếc khăn chất liệu lụa thượng hải cao cấp mọi người có thể nhìn cho em ạ à. thiết kế khăn này cho em thì mình có thể sử dụng quanh năm giúp em nhé xuân hạ thu đông bên cạnh đấy đây là một trong những chiếc khăn đang nằm mưa làm gió trên thị trường thời trang hiện tại mọi người có thể nhìn giúp em đi ạ à. màu sắc vô cùng là bắt mắt là một trong những phụ kiện không thể thiếu để giúp các chị em nhà mình cảm giác mềm mại hơn nữ tính hơn trang nhã hơn và sang trọng hơn mọi người nhanh tay inbox cho em nha mọi người inbox và để lại cho em xin số điện thoại ở trên livestream ngày hôm nay với mức giá chỉ 99 000 đồng thôi mọi người sẽ dinh ngay về cho em là một chiếc khăn chất liệu lụa thượng hải cao cấp đây mọi người hãy nhìn kỹ giúp em này chất liệu lụa thượng hải cao cấp và bên em sẽ làm may hai lớp nha các chị nha may hai lớp giúp em ạ à. sẽ có những cái đường bo đường chỉ vô cùng là tinh tế không có chị thừa dạ được chị ơi mình nhận hàng nha em yêu cầu khách hàng nhà mình phải mở hàng hàng kiểm tra dù em Mở hàng kiểm tra đúng hàng đúng sản phẩm như em like ở trên live stream như thế này Thì các chị mới nhận dù em các chị nhá Sản phẩm được tặng kèm đúng không em dạ Đúng rồi chị ơi khi ngày hôm nay các chị mua cho em là một chiếc khăn Nhà em sẽ hỗ trợ cho các chị nhà mình chỉ với mức giá là 99.000 đồng thôi ạ à. Hôm trước chị mua là 350.000 Hôm nay em sale rẻ vậy cho chị thêm hai chiếc nha Dạ ok chị luôn Nếu mà chị lấy hai chiếc thì chị bổ sung dù em là hai chiếc cách với số điện thoại Số lượng cách với số điện thoại để được lên đơn hàng thành công giùm em các chị nha. Đây, chất liệu lụa Thượng Hải cao cấp thiết kế là hàng hai lớp, đường kim mũi chỉ vô cùng chắc chắn mọi người để nhìn kỹ giúp em này, phù hợp với mọi làn da, mọi lứa tuổi, lớn, bé, già, trẻ mình đều có thể sử dụng được giúp em này. Không những mình có thể sử dụng kết hợp với những bộ đồ bình thường, những bộ đồ đi ăn cưới này, cũng như là những bộ đồ dạ hội này, hàng cách tân này, áo vest này, thậm chí là áo sơ mi quần âu vẫn có thể phối hợp giúp em được nha mọi người nha màu sắc vô cùng là nhã nhặn giúp em và những cái chiếc khăn như thế này chất liệu lụa thượng hải như thế này thì em có thể đảm bảo dành cho tất cả các chị nhà mình rằng mình có thể giặt tay giặt máy thậm chí là mình có thể vò thoải mái cho em bởi vì cái chất liệu lụa thượng hải này thì em có thể đảm bảo cho khách hàng nhà mình là không nhăn và không bao giờ bị xù chỉ được không ạ à? những đường may vô cùng là tinh tế vô cùng là sắc xảo dạ đúng bây giờ em sẽ hướng dẫn cho chị nhá đây ạ rất là nhiều chị hỏi em làm em chị mua khăn về rồi nhưng mà chị không biết thắt như thế nào và chị thắt nhưng mà nó không ra thì bây giờ em có thể hướng dẫn cho các chị một chút nhá. Đây ạ. Khi mà mình thắt xong thì mình sẽ có họa tiết nơ như thế này. Đây là một trong những cái cách mà em hay hướng dẫn khách hàng nhất bởi vì đây là những cái cách rất là dễ và nó sẽ rất là tiết kiệm thời gian các chị nhá. Dạ đúng rồi các chị ơi, 99 000 đồng cho em ạ. Đây. Nhà em sẽ có đi kèm cho các chị là một cái chiếc huy cài như thế này. Khi các chị sử dụng thì rất là dễ thôi. Mình chỉ cần cho khăn vào trong huy như thế này. Đây ạ. Nó rất là dễ luôn. Mình chỉ mất rơi vào khoảng cho em là 30 giây mọi người có thể là có thể um, thiết kế xong một chiếc lơ rồi đó rất là dễ nha sau đấy mình, mọi người có thể kéo sang hai bên giúp em như thế này để tạo hình nơ giúp em đó rất sắc luôn đúng không ạ và không những phù hợp với mọi uh, uh, loại trang phục này mình có thể làm khăn quàng bình thường quanh năm bốn mùa du em với giá 99.000 đồng các chị nhá dạ đúng rồi chị ơi mình lấy xị thì mình phải để lại số điện thoại dù em đây các chị nhìn kỹ du em này họa tiết của bên em thì nó vô cùng là bắt mắt và khăn này sẽ là khăn bản nhỏ rất là nhiều chị hỏi em là em ơi thế khăn bản to thì uh, nó có đồng giá như vậy không thì các chị nhìn kỹ du em nhá khăn bản nhỏ thứ nhất nó khác với khăn bản to nhà em thường bán Rằng khăn bản nhỏ nó sẽ thứ nhất là nó sẽ tạo cảm giác trẻ trung hơn Thứ hai là màu sắc của nó sẽ có um, nhiều màu hơn để mọi người lựa chọn này Đặc biệt giá thành chỉ với giá 99.000 đồng nhé Và nó sẽ có thể thắt nơi như thế này, rất là xinh luôn Mình có thể làm phụ kiện, ví dụ nhà mình có thể mặc những cái chiếc áo uh, không họa tiết như em như thế này Sau đấy mình có thể phối khăn lên nhìn rất là tinh tế, rất là sang trọng luôn nhé mọi người nhá Thêm một chút make up nữa là auto xinh luôn giúp em nhé mọi người nha. 99.000 đồng đúng rồi ạ, à. mọi người ơi cố gắng mình lên giúp em nào chia sẻ bài viết cho em nha. Chia sẻ bài viết giúp em ngày hôm nay nhà em chỉ chiên đúng cho 100 khách hàng đầu tiên. Chất liệu của bên em là chất liệu lụa Thượng Hải mọi người nhìn kỹ giúp em này. Đó, hoa văn họa tiết hình in 3D cực kỳ xuất sắc, vô cùng là tỉ mỉ cho em như thế này. Mọi người nhìn kỹ giúp em không ạ? Không bao giờ có chị thừa dạ được chị ơi mình phải kiểm tra cho em không phải được mà khi mà mọi người mua hàng của bên em yêu cầu khách hàng khi nhận hàng mở hàng ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán với mức giá 99.000 đồng em dám đảm bảo dám khẳng định với mọi người rằng không ai có thể và không phương tiện nào không gia đình nào không một cơ sở nào có một có mức giá là 99.000 đồng một chiếc khăn mà chất liệu của nó sẽ là chất liệu lụa thương hại mọi người nhớ cho em nha đừng so sánh với nhất những chất liệu như là phi bóng này những cái chất liệu lụa satin này những cái chất liệu lụa đó nó không bền và nó sẽ bợt màu đi rất là nhanh còn đối với chất liệu lụa thượng hải của bên em được may thiết kế hai lớp như thế này với đường kim mũi chỉ vô cùng là tỉ mỉ như thế này mọi người nhá dạ đúng rồi chị ơi mình có thể làm kết hợp phụ kiện như thế này cho em nhá tí nữa chỉ cho chị lại thắt lơ nha ok tình yêu cái thắt lơ này nó rất là dễ ấy. mọi người chỉ mất đến 20 đến 25 giây thôi trời ơi nó nó đơn giản kinh khủng khiếp luôn đấy mọi người và tạo cảm giác cho mình rất là xa luôn đúng không ạ? Mình có thể phối rất là nhiều đồ luôn. Có thể mặc váy này, mặc áo này, mặc áo dài này, thậm chí mình có thể là mặc đồ dạ hội, thậm chí hơn nữa mình mặc đồ đi làm. Với những cái chiếc áo sơ mi mình cũng có thể phối rất là đơn giản cho em nhá. 99 000 đồng mọi người lên nhanh dùm em nào. 99 000 đồng cho em là một chiếc. Ok luôn chị ơi, lấy 5 chiếc mình bổ sung dùm em số điện thoại. Mọi người nhớ nha, chia sẻ bài viết giúp em lên trang cá nhân cũng như ở nhóm. Chị có mức giá là 99 000 đồng một khăn. Nhà em sẽ đi đơn cho mọi mọi người khi mọi người để lại số điện thoại và chia sẻ bài viết cho em lên trang cá nhân cũng như ở nhóm mọi cho, cho em mọi người nhá 99.000 đồng có số điện thoại là em có đơn một ngày duy nhất một livestream duy nhất tri ân gửi đến cho mọi người với mức giá siêu rẻ bình thường mọi người sẽ phải bỏ ra từ 300 đến 350.000 đồng một khăn ngày hôm nay với kích thước vô cùng là xinh xắn vô cùng là nhỏ nhắn cho em như thế này với thiết kế khăn bản nhỏ chất liệu lụa thượng hải cao cấp em gửi đến tri ân cho tất cả khách hàng chị với với giá là 99.000 đồng cho em là một sản phẩm một chiếc khăn lụa cao cấp sử dụng 4 mùa kết hợp phụ kiện vô cùng tinh tế comment cho em đúng cú pháp số lượng cách số điện thoại có số điện thoại em chốt đơn đồng thời mọi người nhớ phải chia sẻ bài viết cho em lên trang cá nhân đồng thời lên đội nhóm mọi người nhé